Sao rồi ra rồi, nãy giờ thấy trời vẫn còn mưa rút rắc ở bên ngoài. Thế giới là như vậy, và vị trí của chúng ta đang ở đây là như vậy, và chúng ta đang là con người ở trong cái thế giới này, nó sẽ như thế nào đây? Có tư duy gì không? Có áp dụng vô bài học liền chưa? Tư duy nãy giờ ra bên ngoài, nghĩ dễ lao vào mà vẫn chưa sáng ra được vấn đề. Thế thì chúng ta đi tiếp một chút nữa. Đối với nhận thức của triết học Hindu khá sớm, các nhà triết học đã phân tích những cái tính hiện đại, những tính tương tự, và từ đó đã giúp cho con người nhận ra được đâu là thế giới chân thật của nó. Chúng ta nhìn bầu trời trong một đêm, chúng ta thấy vô vàn những vì sao. Thật có thật sự là chúng ta đã hiểu hết được thế giới chưa? Chưa. Thậm chí chung quanh chúng ta vẫn chưa thể trả lời một cách thỏa đáng. Người kế bên chưa hiểu được. Có một người đi thi, nhưng mà họ chỉ lo lắng có một điều là sợ hai người ngồi hai bên không làm bài được. Tôi nói thật là tốt, không nghĩ cho mình mà nghĩ cho hai người hai bên. Ở đây chúng ta nhận ra được cái vấn đề, khi nhận thức được mọi thứ, chúng ta sẽ thấy được có một cái sự tương tác rất lớn. Tôi nhớ ở trong cái quyển Hiểu về Trái Tim, có người nói đôi cánh của con bướm nó đập cánh ở San Jose, nhưng nó tác động đến gần cái là Địa Trung Hải. Cái cánh của con bướm nó đập mà nó tác động như vậy. Có vẻ nghe như là cường điệu quá vấn đề, đúng không? Nhưng mà thực tế thì sao? Người ta muốn nói rằng mọi cái hành động, mọi lời nói, mọi việc làm, nó đều có cái tính tương tác của nó, và nó có cái sự phản hồi lại ở trong không gian, ở trong cái thế giới của chúng ta, ở trong vị trí của chúng ta. Thử xem một người nào đó nghỉ học và làm một cái công việc gì đó, thì thử xem ở đây sẽ tác động như thế nào ở cái lớp này, và tác động thế nào về cái khóa này. Chẳng hạn như bỏ lớp và tuyên bố rằng tôi sẽ không bao giờ ở cái giảng đường nữa. Vì sao? Vì tôi không thể học tuần tự, vì tôi là với Bùi Giáng là một. Tuyên bố như vậy, đúng không? Nó sẽ tác động rất lớn từ vị trí của mình. Và thế là người ta nói sao? À, thì ra ở thế kỷ 21 có thêm một Bùi Giáng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nên đặt cái vai trò của con người vào trong cái thế giới ấy. Điều này chúng ta thấy ở góc độ triết học của Phật giáo luôn đặt con người, của bản thân của người đó vào ở trong một cái sự việc, không bao giờ bắt sự việc theo ý của mình. Đó là cái quan điểm chúng ta lần lần chúng ta sẽ thấy được những cái mặt tương tác này. Mặc dù tức là Phật giáo, Đức Phật Sakyamuni đã từng có những cái học thuyết, có những cái chủ trương, nhưng mà sống ở trên đất Ấn, sống với người Ấn, theo những cái học thuyết lâu đời của người Ấn, cho nên những chủ trương, những cái học thuyết đó cũng gọi là không có khác biệt lắm so với những cái gì đó mà trước đó đã có cái thói quen ý thức tồn tại giữa vật chất và ý thức của cái thực tại đó. Cho nên ở đây chúng ta đi tiếp một cái bước. Đối với góc độ của các nhà khoa học ở Ấn, được xem là khoa học của các cái bộ môn khoa học. Như vậy thì chúng ta sang đến cái phần các thời kỳ. Thứ ba, các thời kỳ. Để chúng ta nhận thức được cái sự gọi cái là đi đến cái bước ngoặt nào để cho cái con người có thể thay đổi, cảm nhận được từ cái thế giới như thế nào, rồi vị trí của cái sự việc đó ra sao, và chính cái con người đó ở trong một cái bản chất nó như thế nào.
chúng ta bước sang cái phần thứ ba, La Mã. Các thời kỳ. Cái phần hồi nãy là triết học Ấn Độ, tức là cái phần đó để khẳng định là thôi, còn nguyên cái dòng chảy của nó, cho nên là chúng ta không đặt cái nó vào cái phần là La Mã đó, mà chúng ta đặt cái phần thứ ba La Mã ở đây. Một ngàn năm trăm trước công nguyên, Veda và Áo Nghĩa Thư. Một ngàn năm trăm năm á trước công nguyên, trong đó bắt đầu đã hình thành Veda và Áo Nghĩa Thư. Áo Nghĩa Thư hay là Upanishad. Trước 500 năm trước công nguyên, bắt đầu có Zen, có Phật, có Bhagavad ra đời. Zen tức là kỳ na giáo. Kỳ na giáo, Zen hoặc là Buddhism là đạo, đạo Phật. Và Bhagavad. Và trước 300 năm, sự phát triển của nền triết học Ấn giáo Dasanath chính thống, gọi là triết học chính thống Dasanath. 300 năm trước công nguyên gọi là triết học chính thống. Và 200 năm sau công nguyên có Nagarjuna Long Thọ và trường phái Đại Thừa. 200 năm sau công nguyên, Nagarjuna Long Thọ. Long Thọ chứ không phải Lệ Thọ nha. 600 năm sau công nguyên, sự phát triển của Vedanta. Đến 900 năm, sự phát triển của các trường phái Thế Thân Vô Trước và Vai Ta. Nắm cái mốc thời gian đó để chúng ta bước sang cái phần thứ tư, gọi là tư tưởng. Về vấn đề cơ bản của triết học Ấn Độ gồm có hai mặt. Thứ nhất, giữa vật chất và ý thức. Cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào. Vật chất và ý thức. Vấn đề thứ hai, con người có khả năng nhận thức thế giới hay không? Tùy theo cách giải quyết khác nhau từ đó sinh ra chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa hoài nghi luận. Con người có khả năng nhận thức thế giới hay không tùy theo cách giải quyết khác nhau từ đó đã hình thành chủ nghĩa duy tâm và thuyết hoài nghi luận. Chúng ta gặp những cái triết thuyết và những cái học thuyết này rất nhiều. Có những lần có những mẫu đối thoại chúng ta nghe được
có một số các vị đặt ra cái vấn đề giữa con người có linh hồn hay không có linh hồn. Thế rồi có những người, người ta tìm cách, người ta nhốt cái người đó vào trong một cái chỗ nào đó để xem coi nó chết rồi linh hồn nó có bay ra hay không. Thế rồi người ta thất bại, người ta không tìm được, ta thấy nó chết queo mà thấy không, linh hồn nó không bay ra, hoặc là nó có ở lại trong đó hay không. Cho nên người ta cũng thấy cái cây, người ta khều khều nhỏ nhỏ, người ta nhìn, người ta coi nó ra sao, người ta cũng không thấy được. Rồi đôi khi người ta tức lắm, người ta không biết làm sao để tìm ra giữa cái vật chất và cái ý thức nó có tồn tại song song nhau hay không. Cho nên người ta đã, đôi khi người ta lựa mấy cái người tử tội, người ta gọi là mới cắt những cái người đó ra để chẻ ra ở trong xương, ở trong những cái chỗ mà những cái góc khuất, để xem nó có ảnh náo cái phần gọi cái là ý thức đó nó có tồn tại hay không. Và cuối cùng hết, người ta vẫn thất bại, người ta không tìm ra được cái câu trả lời. Và thế rồi bắt đầu người ta đi đến những cái nhận thức nó có phần gọi cái là xa hơn. Tức là như vậy thì người ta nói rằng thấy rằng tôi không tin ở trên thế giới này nó có cái sự tồn tại của một cái gì nữa. Đúng rồi, một cái linh hồn, một cái gì đó ở phía sau của cái cơ thể này. Tôi nghĩ tức là không có, chết hết. Nhưng mà nó vẫn còn có một số những người nó mang cái yếu tố của cái chủ nghĩa gọi cái là duy tâm. Họ nói dựa trên yếu tố này, tác nhân như thế này sẽ đưa đến cái hệ quả như thế này. Và họ tin là như vậy và họ đã làm theo. Từ đó nó sinh ra rất nhiều những học thuyết khác nhau. Tụ chung lại, nó cũng từ nơi một cái, có một cái nhận thức gặp gỡ ở đây giữa con người, làm sao đặt ra những cái giải quyết. Chính những giải quyết đó chúng ta xem người Ấn ngày xưa đã giải quyết bằng cách nào. Những nhà tư tưởng Ấn Độ được xem là triết học là cần thiết lắm để trau dồi cái sự hiểu biết và phải sống như thế nào được tốt. Khi người ta đặt ra vấn đề như vậy, các nhà Ấn giáo người ta đã đặt ra một cái lộ trình cho cái cuộc tìm kiếm và giải thích cái gì đó ở phía sau, cái gì đó còn khó khăn. Đối với góc độ của những nhà tư tưởng Brahmin, đối với Brahmin là từ những nhà tư tưởng Brahma, tức là Phạm Thiên, tập trung ở cái giả thuyết có một trật tự cơ bản, thuần nhất, phổ biến, có mặt khắp nơi. Ở đây người ta đã đặt ra một cái trật tự như vậy và cho rằng ở trên thế giới này mọi sự vật hiện tượng, và nhìn lên các vì sao trong đêm có những vì sao lấp lánh, nó đi theo những cái trật tự, và người ta đã vẽ ra nó những hình thù, những con vật gì, hay là nó cho ra những cái hiệu ứng gì, và những hiệu ứng đó nó tương thích lại với những cái sự kiện mà xảy ra ở trong cái vòm trời đất này. Từ đó người ta mới động biết được có sự tương tác giữa cái vật chất và ý thức con người, từ đó nó tạo ra một cái sự liên đới. Như vậy thì người ta nói rằng hai thứ này nó tồn tại song song. Mà người ta cho rằng đối với cái sự việc như vậy thì phải có một cái trật tự nào đó. Người ta tin tưởng tuyệt đối như vậy, phải ít nhất cũng phải có một cái trật tự nào đó. Mà cái trật tự đó tức là nó đã gọi là tạo nên một cái mặt bằng, và ở trên cái sự sống này, cái niềm tin đó được phổ biến rất nhiều. Từ nơi cái nhận thức có một cái trật tự như vậy, nó đến rất sớm từ ở trong Rig Veda. Rig Veda nói về Phạm Thiên, về Brahman, để tạo ra một cái lực, từ một cái lực đó đã tạo ra một ý tưởng. Ý tưởng đó tức là được hiểu, nó phải là lẽ phải. Vì sao? Vì nếu ở trên đời này nó có mặt tương tác giữa có xấu, có tốt, có đẹp và có cái không đẹp, và có những cái trên, dưới, cao, thấp, nó tạo thành ra một cái nhận thức có cái sự gọi là tương phản. Thì như vậy thì phải có một cái gì đó để định mức của nó, để được xem cái đó phải là cái tốt. Vì thì ở đây gọi là cái ý tưởng đó đặt ra và cho rằng nó là thuộc về lẽ phải.
Hồi nãy chúng ta đã có khảo sát rồi, đối với góc độ của phương Tây thì người ta đặt ra, người ta nói tức là giữa đúng và sai, tất cả mọi tính chất đạo đức, thẩm mỹ vân vân rất khó để gọi cái là có được một cái nhận thức chung. Nhưng mà ở đây chúng ta bước sang cái chỗ của Ấn giáo thì chúng ta thấy rằng đối với góc độ nhìn nhận có phải có một cái lẽ phải chứ không thể nói không, không có được. Trật tự của vũ trụ và xã hội đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, đối với triết học Ấn Độ không chỉ dựa vào lý luận giống như triết học của phương Tây mà còn dựa ở trên Dasana. Nó là một cái thực tại tuyệt đối, được xem tức là nó có lẽ phải hay là một cái thực tại tuyệt đối. Người ta tin chắc như vậy. Và điều đó hiển nhiên, nếu nói với những ai mà không có những cái lý lẽ này thì người ta sẽ không đề cập, vì những người đã không có cái lòng đó. Cho nên từ đó nó có một cái sự gặp gỡ với nhau. Người ta nói ra những câu gặp tai kiếm khách nên trình kiếm, chẳng phải nhà thơ chớ nói thơ, chứ không người ta nói mình khoe của. Ở đây toàn là những nhà thơ, chứ thỉnh thoảng tôi nói thơ. Người ta cho rằng đúng, phù hợp, được, đúng không? Còn những cái chỗ khác không được. Trên những chỗ không có tâm linh thì tuyệt đối không nên nói những điều này, đúng chưa? Cho nên tức là đôi khi tức là không phải chảnh, cho nên không khéo, tức là chúng ta cho rằng tức là có những lần đôi khi tức là phải cầu thỉnh đến 3 lần. Vì sao? Vì biết lúc đó là cái người đó đang cần nói, cần nghe, cần hiểu. Cho nên là ở trong cái giới tu sĩ ai cũng biết rằng nên nói như chánh pháp, là có thể nói dài dài, nói dài dài, nói 4 tiết, 8 tiết, nói dài dài. Nhưng đôi lúc sẽ không nói và sẽ im lặng. Im lặng như chánh pháp. Đó là cái khái niệm, cũng là một khái niệm về triết học, để cho con người ta hiểu được cái mặt trái của cái sự việc nó như thế nào. Vậy thì ở đây, tức là lúc nào đó chúng ta bước sang một cái triết lý của Phật giáo, thì tôi sẽ trình bày riêng cái chỗ này. Còn chứ ở đây chúng ta chỉ nhận thức riêng với góc độ của gọi là Ấn giáo. Như vậy thì ở đây chúng ta đi tiếp thêm một cái góc độ lẽ phải và cái trật tự của vũ trụ xã hội. Cái sự tuyệt đối này nó không cần biết là các trường phái triết học Ấn Độ có tin vào Thượng Đế hay không. Họ đều có chung một khái niệm là sự thật đối mặt lại với sự thật, một thực tại. Đó là một cái điều họ nói rằng tất cả những người Ấn, cho dù tôi có nói những cái điều này, cho dù có trình bày những điều này, hay những tôn giáo ra đời, có những triết thuyết khác ra đời, đều trình bày một vấn đề. Họ có chung một cái cảm nhận, có chung một cái suy nghĩ, tức là phải có một cái trật tự của vũ trụ, phải có một cái lẽ phải nhất định, phải có một cái hạn mức, để rồi họ cho rằng, cho dù có tin hay không tin, điều đó là một sự thật hiển nhiên xảy ra, ắt có và đủ của ở trong cái tính chất của nó. Ở trong một kiếp sống của con người, cho dù gọi cái là có tin hay không, thì tức là có những bước ngoặt, có những thời gian, có những điều kiện ắt có và đủ trong một cái lúc con người đang có mặt và đang làm việc như vậy. Cho nên đối với Ấn giáo đã bắt đầu đưa cho con người ta bắt đầu tiếp cận gần hơn lại với những cái học thuyết của mình, và được chia làm 3 cách để tìm hiểu cái sự thật đó. Thế nào để hiểu một cách gọi là cho nó rõ hơn về cái giá trị, tức là tìm về cái Atman của người đó, tức là cái tiểu ngã. Đối với một cái sự thật, có lẽ phải một thực tại tuyệt đối, để tìm ra một cái mặt tương tác của nó, như vậy thì ít nhất cũng phải có gọi là gì, một Atman của nó, một cái ngã, một cái chủ thể. Và bởi về cái tiểu ngã này, tức là một cái Atman này, nó gắn liền với một cái gọi là nhất nguyên, hay là cái thực tại tuyệt đối này. Chính cái thực tại tuyệt đối này, hay gọi một cái từ ngữ khác gần gũi đơn giản hơn, tức là lẽ phải. Và chính vì cái thực tại tuyệt đối nó đã đưa đến một cái giá trị của con người định nghĩa. Như vậy thì phải làm sao đây? Hiểu làm sao đây? Con người này từ đâu đến? Có mặt ở đây? Chết? Đi về đâu?
Điều này điều lớn à, chứ không phải điều nhỏ à. Cho dù thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng mà cũng chưa quan trọng lắm. Bởi cái điều này điều thực tại mà. Để đặt ra vấn đề, ủa tại sao ta đến đây làm gì? Trăm năm trước ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Đây là một cái câu hỏi băng quơ nào đó, nhưng mà làm cho con người ta trở nên gọi là gì, bế tắc trong cuộc đời. Chính vì cái suy nghĩ đó đó làm cho cái giai đoạn kế tiếp con người ta phải đặt ra. Như vậy thì giữa cái nhất nguyên, cái tồn tại, cái thực tại tuyệt đối này, nó phải từ nơi một cái Atman, tức là một cái nhỏ, một cái tiểu nào đó, một cái nhỏ nào đó, nó gắn kết lại với một cái đại đồng, một cái thể của nó. Tức là như vậy đó, nó gắn kết lại với một cái Brahman. Gắn đến một Brahman. Tức là một cái đại đồng, một cái thể. Như vậy thì cái tính chất của một cái nhỏ này, nó phải tức là hiểu cho rõ, nó có một cái thực tại của nó. Nó còn một cái sự tồn tại phía sau của nó. Nó có một cái lẽ phải của nó, chứ không phải gọi là không có. Và để rồi tức là nó phải hội nhập chung lại với một cái đại đồng, một cái thể rộng lớn của nó. Đó là một ở trong cái suy nghĩ của đến gọi cái là sáu trường phái chính thống. Samkhya. Số 5 La Mã. Trường phái. Samkhya. Mimamsa. Thứ 3 Vedanta. Thứ 4 Yoga. Mimamsa. Di mang tác luận, rõ chưa? Di mang tác luận. Tôi nói tiếng Việt cho nó dễ đi. Hả? Thứ ba, thứ hai. Thứ ba là Vedanta. Vedanta. Nếu bỏ tắt ra cái chữ này gọi là Vidan đó. Rồi. Y. Mi. Mansa. Được chưa? Đừng có quá manh động. Cứ thông thả. Một lát nữa chỉ chỗ ra nhà sách. Mua một mớ sách đem về. Có đầy đủ những thứ này. Đừng lo những chuyện này. Những chuyện này để cho nhà trường lo. Những kỳ thi. Nói để cho biết cái từ gốc thôi. Còn cái từ chẳng hạn như yoga là gì? Yoga là gì? Du già. Đúng chưa? Gọi là gì? Samkhya gọi là số. Mimamsa là di mang tác luận. Vedanta gọi là phệ đà luận. Yoga là du già. Niyaya là nhận thức luận. Thứ năm và thứ sáu Vaisheshika, bản thể luận hay gọi là thắng luận. Vaisheshika có khái niệm đi rồi từ từ, không có gấp. 45 tiết rằng gặp đi gặp lại hoài hà, nhưng mà đầu tiên có khái niệm trước rồi nghe nói từ từ để không nó không quen, tưởng đâu là cái người ở sau quả mới xuống. Ta nói cái gì đâu mà cái từ gì đâu nghe nó lạ quá. Nào là Samkhya, Mimamsa, Vedanta, Yoga, Niyanja, Vaisheshika. Tôi nghe nói cái đầu tự nhiên cảm giác nó bị ngợp đi.
Đó. Cái này trong cái nhóm này đó, ta gọi chung hết 6 nhóm này ta gọi là chính thống luận. Nhớ vậy đó. Hay còn gọi là 6 phái triết, triết học. 6 phái triết học Ấn Độ, hay còn gọi là nhóm thuộc cái nhóm gọi là chính thống luận. Vì cho cái rằng tức là những cái bộ luận này, cho dù nói phải, nói trái, nói duy vật, nói biện chứng, nói duy tâm, nói về những cái gọi cái là gì, không phải gọi là duy vật, duy tâm mà chủ nghĩa hoài nghi, vân vân. Nhưng 6 phái này nó cũng đều xuất thân từ bộ về về 4 bộ Veda mà ra, tức là từ những cái ý tưởng đó, trên các trường phái này được xem là chính thống luận so với những người Ấn. Như vậy còn những cái học thuyết mà nó thuộc về gọi là phi chánh thống thì thuộc những ai? Phi chánh thống. Vậy thì cái nhóm này nó thuộc về A, đúng chưa? À, nhóm A. Và cái nhóm gọi là phi chánh thống nó thuộc về nhóm B, thì nó có 3 học thuyết. Thứ nhất, Zen. Đúng rồi, kỳ na giáo, nhóm này lợi hại, học 1 biết 10 nè. Hả? Thông minh thì học 1 biết 10 thì đúng rồi, hồi nãy có học rồi, bây giờ chỉ cần chưa học lại, chưa nói lại thì đã biết rồi. Thông minh. Thứ hai, Lokayata. Nhóm này được xem là nguyên tử luận, hay là gọi là duy vật khoái lạc. Nhóm thứ ba, Buddhism, Phật giáo. Biết được không? Ừ? Mô Phật à? Buddha. Nhưng bây giờ đổi đi. À, đổi chữ Y vô, chứ chữ gì nữa? S và chữ M vào thì nó trở thành ra đạo Phật. Còn kia là ông Phật. Bỏ chữ A đi, qua chữ Y. À. Con này không biết thì về lật từ điển ra. Được chưa nè? Rồi. Vậy thì chúng ta thấy ở tại Ấn có tất cả gọi là chính trường phái triết học, hay gọi là chính mặt trời chân lý. Ở trong trường phái triết học thì còn chia ra nhiều thứ nữa, mỗi trường phái đều có chia ra. Như đây chúng ta khảo sát trên mặt khái quát trước, chúng ta đi sang cái phần thứ 6, La Mã, nguồn gốc và thánh điển. Đúng rồi, ba cái nhóm hồi nãy gọi là phi chánh thống, nguồn gốc, thánh điển. Một nhỏ. Triết học Ấn Độ là một nền triết học chịu ảnh hưởng rất lớn những tư tưởng về tôn giáo. Triết học Ấn Độ là một nền triết học chịu ảnh hưởng lớn những nền tư tưởng tôn giáo. Giữa triết học và tôn giáo rất khó phân biệt.
tư tưởng, triết học ẩn giấu sau các lễ nghi huyền bí. Chân lý thể hiện qua bộ kinh Veda và Upanishad. Tư tưởng, triết học ẩn giấu sau các lễ nghi huyền bí. Chân lý thể hiện qua các bộ kinh Veda và Upanishad. Triết lý hướng nội chứ không hướng ngoại như các tôn giáo phương Tây. Triết lý tập trung giải thích. Triết lý tập trung giải thích những vấn đề liên quan đến nhân sinh. Triết lý tập trung giải thích những vấn đề liên quan đến nhân sinh. Với góc độ tâm linh để đạt tới giải thoát, tức là đạt đến sự đồng nhất giữa cá nhân với tinh thần và vũ trụ. Với góc độ tâm linh, tôn giáo đạt được sự giải thoát, tức là đạt được sự đồng nhất giữa tinh thần, giữa cá nhân, tinh thần và vũ trụ. Thứ hai, các nhà triết học thường mang tính kế tục chứ không gạt bỏ hệ thống triết học trước đó. Các nhà triết học thường kế tục mà không gạt bỏ hệ thống triết học trước đó. Thứ ba, khi nói về bản thể luận, các trường phái thường xoay quanh vấn đề tính không để đối lập lại với không và có, từ đó suy ra giữa cái có và cái không tồn tại thế nào. Chúng ta sang đến cái phần bốn bộ Veda. Không cần, nó đi trong cái nguồn gốc của thánh điển. Chúng ta mới vừa giải thích một phần của thánh điển. Sở dĩ tại sao có thánh điển là bởi vì tức là con người ta cần đến sự đồng nhất, con người ta cần đến những cái gì đó nó có mang cái tính gọi là gì, kế tục. Và người ta nói đến những cái tính không, cái sự đối lập giữa có và không nó tồn tại như thế nào, để giải quyết những cái vấn đề hóc búa nhất mà con người chưa giải quyết được. Vậy thì tức là chúng ta đi sâu vào trong bốn bộ Veda đó, nó có những gì trong đó. Chữ Veda nó bắt nguồn từ cái chữ viết, được hiểu theo cái nghĩa đen, tức là tri thức, hiểu biết. Cho nên được hiểu Veda là sự sáng suốt cao nhất. Veda là sự sáng suốt cao nhất. Thứ nhất, Rig Veda. Có nghĩa là tán thán, ca tụng. Có tất
cả là 1017 bài. Sau này có bổ sung thêm 11 bài nữa, dùng để cầu nguyện chúc tụng công đức của các vị thánh thần. Thứ hai, Samaveda. Tri thức về các giai điệu ca chầu khi hành lễ có tất cả là 1549 bài. Tri thức về các giai điệu ca chầu khi hành lễ Yajurveda thứ ba. Tri thức về các lời khấn tế những công thức, những nghi lễ khấn vái trong lúc hiến tế. Tri thức về các lời khấn tế, những công thức, nghi lễ khấn bái trong lúc hiến tế. Thứ tư, Atharva Veda. Atharva Veda có những cái nó có số lượng, mấy cái bài có cái nó không có. Ví dụ như cái bài Atharva Veda thì nó có 731 bài, trong đó có những lời khấn bái, bùa chú, ma thuật, phù phép gây họa cho kẻ thù. Bài những lời khấn vái, bùa chú, ma thuật, phù phép nhằm đem lại những điều tốt lành hoặc gây tai họa cho kẻ thù. Bữa nào mà vô lớp mà ồn quá tôi sẽ trù yếm, tôi dùng gọi cái là Yajurveda. Nam mô ca sa ha cô châu. Nhìn chung trong các tập Veda thời kỳ này, phản ảnh ước vọng của con người mong đợi, như mưa thuận gió hòa, mong có thức ăn, có gia súc, và tin vào các cái ma thuật của các vị thánh thần. Ngoài ra, người ta thừa nhận có một nguyên lý vũ trụ với sức mạnh vô hạn được biểu hiện trong thiên nhiên, trong tinh thần của các nghi lễ. Sức mạnh vô hạn của vũ trụ biểu hiện trong thiên nhiên, trong tinh thần và các nghi lễ. Chẳng hạn, người ta thấy cả một cái vũ trụ nó có một cái màu đen huyền bí, quyền lực. Từ đó, người ta tin tưởng rằng
ở trong một cái vũ trụ rộng lớn như vậy, nó có một quyền năng. Và quyền năng đó, bóng đêm đó, bóng tối đó, một năng lượng đó, người ta cho rằng nó phải như một cái con rắn, nó nuốt và nó rất là dài và nó có một cái quyền lực rất lớn. Rồi chẳng hạn ở con người có được cái dòng nước để uống, và dòng nước đó được chảy dài từ cái dãy Himalap Sơn, từ dãy Himalaya chảy dài xuống tạo thành ra một cái sức sống. Thế rồi người ta nói rằng phải chăng đó là một cái búi tóc từ của Phạm Thiên, rồi ngài vì cái lòng thương tưởng của tất cả mọi người cho nên chính trong cái búi tóc đó mà gọi là gì, nó chảy ra qua khỏi búi tóc, nó trắng xóa ở trên cái vùng của Himalap Sơn, rồi từ đó nó tan ra thành nước để rồi tức là con người thừa hưởng được những cái phần quan tâm. Rồi người ta tin rằng tức là Phạm Thiên vì thương tưởng đến những người đang còn sống ở đây cho nên Phạm Thiên đã đem cái sức sống, đem cái nguồn sống đến cho con người, mà không thể nào Phạm Thiên cái là hiện ra chia cho con người được, cho nên Phạm Thiên tìm cách gọi là gì, hiện thân của mình ra, biến ra những cái con bò để rồi nó mang sữa đến gọi là cho tất cả mọi người cùng sống được. Và chỉ có những con bò nào, đúng rồi, chỉ có con những con bò cái được tôn trọng tuyệt đối, nó đi đâu làm cái gì và cũng được người ta tôn trọng. Thậm chí lúc mưa, người ta đang đục mưa mà chị gọi là từ từ chị vào chị lắng thì những người đục mưa khác phải kiếm chỗ khác để nhường lại cho chị. Chị được bất khả xâm phạm vì hiện thân của Phạm Thiên mà, cho nên ở trong gọi là luật có quy định nếu làm tổn thương đến bò, nhưng mà phải mở ngoặc ra thêm nữa, đúng rồi đó, thì bị ở tù cho bà phạt tiền đến 3 tháng đó. Cho nên có những người đi xe mà vô tình thấy con bò nó nằm mà nó sải chân của nó ra mà cán lên thì phải mau mau dừng lại, mua thuốc băng bó một cách thận trọng như băng bó vết thương của cha mình vậy, rồi phải mua sữa, mua thêm một cái gì đó để đựng và trân trọng và xá xá và từ từ bước lui, chứ không có được xúc phạm, vì xúc phạm đó là xúc phạm đến Phạm Thiên đó, vì đó là một phần của Phạm Thiên đang hiện hữu đó. Đây là những cái điều mà chỉ có những ai có những trái tim, có những cái sự hiểu biết, có những cái tình thương hiểu về tức là cái này mới có thể cảm nhận được những điều này. Còn không thì những điều mà ở trong Veda dạy, những điều mà con người cảm nhận được, nếu là người mà không có cái hiểu biết, không có cái sự sáng suốt cao nhất, không được học từ trong Veda thì làm sao hiểu được những điều của chúng tôi nói được. Cho nên tức là các người ở trên trần gian này, hỡi ơi, hãy mở trái tim ra, sẽ thấy được Phạm Thiên, sẽ thấy được cái tình thương của Phạm Thiên, và sẽ thấy được những cái điều chung quanh chúng ta đều có một cái trật tự và đều có những cái người quan tâm và lo cho chúng ta từng cái chi tiết một. Nếu không có lo những như vậy thì làm sao có thể tồn tại và sống được. Cho nên có một số người tự giải thích rằng cái anh đạp xe rickshaw, còn cái xe máy gọi là ô tô rickshaw, anh đạp xong tới chỗ đưa cho anh ta tiền thì anh ta vội đưa lên đầu và cảm ơn Phạm Thiên, mặc dù mình ra sức mình đạp nó. Phạm Thiên không phải đẩy phụ, mà con nhờ có Phạm Thiên cho nên con mạnh thêm trong cái đời sống. Cho dù con có vất vả, nhưng sự vất vả của con ngày hôm nay nó sẽ là một cái tương lai sáng lạng khi con hòa nhập cái bản thể
cái tiểu ngã của con được vào trong cái đại thể này. Cho dù cuộc sống của con có vất vả cách mấy đi chăng nữa, nhưng thật sự ra trong lòng con không có khổ đau. Con có cực về thân thôi, nhưng mà tâm con không hề lao nhọc. Đây là cái khái niệm mà của bất cứ một người nào, cho nên phải hiểu rõ. Chúng ta đang thở ra, chúng ta đang hít vào, chúng ta tự rằng chúng ta đang nghĩ là tự một thân chúng ta làm được à? Không. Khi nhảy mũi thử xem, ách xì, không hít, không thở ra, không hít vào, qua đời rồi. Nhờ có Phạm Thiên đó, Phạm Thiên cho được cái sự sống này, sự sống kế tiếp lần thứ hai, chứ không phải gọi tự nhiên mà có. Chúng ta không thể tự quyết định được. Không ai quyết định cho số phận của chúng ta, không ai quyết định được cho cuộc đời của chúng ta tương lai mai sau. Chỉ có những ai hiểu được, thấy được, mở được cái trái tim ra, hiểu được cái trí tuệ ở phía sau và con mắt thứ ba này mới thấy được những điều này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng dựa trên những cái giá trị, và đối với những ai hiểu được thì trong đây ngoài ra, tức là đối với cái phần mà khi người ta đề cập đến cái bốn bộ Veda này, người ta còn nói đến một cái bộ quan trọng nữa, tức là từ trong bốn bộ này đã đưa đến một cái bộ ở đỉnh cao về nhận thức là một cái bộ Upanishad. Có thể nói Upanishad tức là đến hồi gần Upa, gần đến cái bậc tôn quý, tức là thân cận bậc tôn quý, hay gần gũi bậc tôn quý, hay hiểu một cách nghĩa bóng hơn, tức là đã gần lại với Phạm Thiên. Cho nên tư tưởng này được xem là đỉnh cao về trí tuệ. Mặc dù ở đây là sáng suốt cao nhất ở trong bốn bộ Veda, nhưng mà ở trong bộ Upanishad, tức là rút ra được từ những bài học, rút ra được từ những cái câu thánh kinh, rút ra được từ những cái bài tán thán ca ngợi và những cái lễ nghi để đem đến những cái gì đó cho con người hiểu hơn, gần hơn về những điều mà con người từ trước đến nay không thấy được cái giá trị chân thật của Phạm Thiên đang hiện hữu. Cho nên đối với cái việc mà người Ấn đã coi Veda và chính Veda ban cho con người nhiều sức khỏe, phồn vinh, thắng kẻ thù, một cuộc sống trăm năm này như một sự thứ lỗi. Những lần mà con làm những cái việc gì đó mà phạm vào những cái quy ước, phạm vào những cái điều mà của vũ trụ hay là chân lý, con đã tận sức và chấp nhận, chịu những cái khổ đau, chịu những cái sự hình phạt này, để khi con chết, con được quay trở về, hòa nhập vào trong cái đại thể của Phạm Thiên. Trách nhiệm của những người sùng tín, thứ nhất, những người mà tin được đến đây rồi đó, thì nên bắt đầu đi thêm có 3 bước nữa, để cảm nhận được những cái điều mà nó có liên quan, có trách nhiệm khi làm những việc này. Thứ nhất là nghiên cứu kinh điển, giữ đúng lễ nghi tế tự. Khi trở thành một người Ấn giáo, một người đệ tử thuần tín, thì phải thực hiện cho đúng cái nguyên tắc này. Thứ nhất là phải nghiên cứu kinh điển, giữ đúng lễ nghi tế tự. Thứ hai, tế tự chư thiên và tổ tiên. Tế tự chư thiên và tổ tiên. Thứ ba, nuôi dưỡng con trai để có thể giữ được truyền thống cúng tế lâu dài. Chúng ta sang đến phần số 7 La Mã, Thánh điển Veda và những bước phát triển. Học triết học dễ không?
nãy giờ thấy im ru hết và hiểu và tốt quá đi, toàn là những người ưu tú của gọi là giáo hội trong tương lai, những bậc lãnh đạo trong giáo hội trong tương lai không mà. Quá dễ đúng không? Những bước phát triển của thánh điện. Sự sống thay đổi trong hệ thống thánh điện cũng có những bước chuyển hóa. Sự sống thay đổi trong thánh điện cũng có những bước chuyển hóa. Giai đoạn từ 1000 cho đến gọi là 500 trước công nguyên, từ 1000 cho đến 500 trước công nguyên, phần lớn thuộc cấp nô lệ, phần lớn thuộc cấp nô lệ ra khỏi việc thực hành tế lễ, ra khỏi việc thực hành tế lễ cũng như nghiên cứu phệ đà. Những bộ môn tế lễ đã trở thành khoa học xử lý mối tương quan giữa năng lực. Bộ môn tế lễ đã trở thành một khoa học xử lý mối tương quan giữa năng lực hữu hiệu và quy trình tế lễ. Như vậy là chúng ta hiểu bằng cách nào? Trước đó nó thuộc về là Veda, nó thuộc về của quần chúng theo cái khát vọng là được cơm no, áo ấm, được nuôi gia súc, được phát triển, được sức khỏe. Đúng chưa nào? Đúng chưa? Rồi bắt đầu từ 1000 cho đến 500 trở về trước công nguyên. Những cái người dân thấp cổ, đúng rồi, bé họng, đã thấp thì tức là không, cái tiếng nói không được xa, cho nên bị lội ra khỏi họ, nói rằng tức là để nhường cái phần này cho những người bà la môn, tức là những đạo sĩ, họ làm cho cái nhiệm vụ thay thế cho cái người dân, thay vì người dân tự làm, thì bây giờ nó có thêm tức là những cái vị thầy gọi là đại diện để làm cái công việc đó. Và họ tự cho họ là sao? Là cái người được Phạm Thiên giao cho cái nhiệm vụ này. Họ là cái người thông dịch, họ là cái người chuyển tiếp, và họ là được sinh ra từ nơi miệng của Phạm Thiên. Cho nên những điều phán quyết của họ, tức là cái điều của Phạm Thiên, ý của các thầy đó là ý của Phạm Thiên. Cho nên cái tầng lớp nhà nghèo, cái tầng lớp nghèo không được quyền nói, mà chỉ có những cái tầng lớp cao quý mới được nói. Thì đã bắt đầu nó sinh ra cho cái gì? Bắt đầu giai cấp bắt đầu. Ý nghĩa nó là như vậy. Vì sao? Vì cho rằng những cái người thấp kém, họ không có học, họ không có điều kiện, rồi làm sao họ hiểu được những cái điều mặc khải, những cái điều mà gọi là Phạm Thiên muốn nói. Chẳng hạn như Phạm Thiên chỉ